Các bạn ơi, bây giờ mình chặt cái trái dừa này ra nè, mình mua nè các bạn, ở miền Tây chở lên bán. Mà cái nhà mình là gần Sài Gòn có 3 cây à, ở ngoại thành, mà cũng mang tiếng miền Tây các bạn, mình mang tiếng miền Tây cho nó dễ thương. Mình mua 10 trái mà 40.000, 4.000 một trái nha các bạn. Ở miền Tây chắc mùa này là mùa dừa. Rồi hôm qua ông xã mình đi đi ăn đám cưới, có một ông bạn, ổng kêu là mua hạt sen mà nấu với đậu xanh, nấu cho mềm xong rồi bỏ nước dừa vô uống, nó vừa trị tiểu đường mà vừa dễ ngủ. Một tuần lễ vừa qua là hai người đều mất ngủ hết các bạn, mất ngủ nay 7 ngày rồi, mình cũng hơi đuối rồi. Bây giờ mình sẵn mình nấu đồ ăn, mình ăn cho dễ ngủ, tối nay chiều nay mình nấu nha, để tối ăn. Thì mình cũng làm một cái clip để gửi đến các bạn ha, chia sẻ đến các bạn cho vui, đồng thời mình học hỏi lẫn nhau nha các bạn. Bây giờ mình gọt cái dừa này ra, mình gọt cho đẹp, lát mình đem vô nhà mình chụp hình. Trước khi chặt nó ra thì mình gọt nó trước như vậy nè các bạn, mình thì không có chuyên nghiệp đâu, mình cũng không phải dân miền Tây, ở cái khoảng lưng chừng khó nói quá. Chặt ra nha. Hôm nay không có cái hạt sen tươi, mình làm hạt sen khô nha các bạn. Đây là đậu xanh và đây là trái dừa đã sẵn sàng rồi nè. Đó, bây giờ mình ngâm trong vòng nửa tiếng ha. Mình ngâm đậu hạt sen với đậu xanh, mình canh hai cái chén lớn thôi, mỗi người ăn một chén. Giờ mình ngâm đậu hạt sen trước mà. Hạt sen này nó cũng dễ chín lắm các bạn, nó giống như đậu xanh vậy đó. Xem trước đi. Phần nửa thôi nha, nửa trăm gram đó, coi như là 20 gram, có 50 gram, ở bên đây cũng là 50 gram thôi các bạn ơi. Mình nấu 2 chén ăn buổi tối. Hành liệu nè, đó, nhiêu đó được rồi, nó nở ra nữa là được rồi đó. Thanh nhiệt giải độc mát lắm đó các bạn. Rồi mình ngâm trong nửa tiếng nữa, lát mình nấu sau. Mình đi hái mấy cái lá dứa vườn, lát mình nấu cho nó thơm này nước nha các bạn. Hái lá dứa vườn nấu thơm nước. Bây giờ mình bỏ đậu, mình bỏ cái hạt sen vô nha các bạn, mình rửa sạch rồi nè, mình ngâm nửa tiếng, bỏ luôn đậu xanh vô. Hạt sen nó cũng mau mềm lắm các bạn, đậu xanh nó mềm thì là hạt sen mềm mà. Mình nấu nha các bạn, mình nấu chừng nào mà nó mềm, mình cảm thấy mềm mà mình lấy nước dừa mình bỏ vô sau 5 phút, nó sôi lên 5 phút là mình ăn. Nếu mà người nào mà người mà ăn không có ngọt á thì mình không bỏ đường phèn, còn những người nào mà không có bệnh tiểu đường mà ăn ngọt một chút xíu thì mình bỏ vô miếng muối miếng đường nha các bạn. Đó, mình bỏ lá dứa vô ăn nó cũng tốt cho sức khỏe, đồng thời nó lấy mùi thơm. Bây giờ mình bỏ vô đây một chút xíu muối nha, chút xíu thôi. Rồi rồi các bạn chào nha, chào nấu cho hạt sen này nó mềm, đậu đậu xanh nó mềm. Lát mình vớt cái cục lá dứa này ra mình bỏ nè, nó mềm xong mình đặt đập nước dừa bỏ vô, chứ các bạn đừng đập bỏ nước dừa trước rồi nó bốc hơi, vitamin nó bay ra ngoài hết nha các bạn. Đây, bây giờ mình gấp cái này mình bỏ ra nha các bạn, bỏ ra nha. Rồi mình có khách các bạn ơi. Chị Tư, chị Tư nấu đậu xanh, nấu đậu xanh cho, nấu đậu xanh cho Tư ăn. Ừ, tụi nó đi vô vô về đó các bạn. Mình quét lại vô rồi mình đổ vô nha, mình đổ vô. Bắt đầu chúng ta bỏ vô nha, chúng ta bỏ vô vậy để sôi lại 5 phút rồi mình múc ra. Các bạn ơi, khi mà mình đổ nước dừa vô mình nấu được 5 phút nha các bạn, nó lỏng ra như thế này nè.
chứ mình không có nấu đặc đó, mình chỉ uống cái nước này thôi. Mình múc ra chén này là không có đường nha, không có đường để cho người tiểu đường ăn. Còn mình không có tiểu đường thì mình lại bỏ thêm chút xíu đường phèn nha các bạn, cho nó thanh thanh, nó dễ ăn đó. Xong rồi mời các bạn nha.